Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh VTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Robot Joe Biden lộ diện sau khi ẩn náu suốt cả tuần, thua trận với máy nhấp chữ từ xa, bị đóng băng trong 10 giây. Trump kêu gọi cử tri Iowa hãy bỏ phiếu để tạo nên một trận động đất lịch sử. Những người nông dân hào hứng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã đến. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cho Biden hôm Chủ nhật đã trốn khỏi nơi ẩn náu để đưa ra những nhận xét ngắn gọn về dự luật tạm thời đã được Quốc hội thông qua. Hạ viện vào tối thứ Bảy đã thông qua dự luật vào phút cuối để giữ cho chính phủ được tài trợ thêm 45 ngày, ngăn chặn việc đóng cửa trong gan tất. Tất nhiên, đảng Dân Chủ đã lập lại những chiêu trò cũ của họ trước khi dự luật được thông qua. Đảng Dân Chủ đã cố gắng hoãn Hạ viện và về nhà trước khi đạt được thỏa thuận về dự luật tạm thời. Đại diện đảng Dân Chủ New York, Zaman Bowman, đã tạo ra một sự căng thẳng bằng cách rút chuông báo cháy tại tòa nhà Canon để đóng cửa quốc hội. Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 335 với 91, Hạ viện đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời trong 45 ngày, không bao gồm an ninh biên giới và 6 tỷ đô la tài trợ cho Ukraine. Dự luật bao gồm các điều khoản về quỹ cứu trợ thiên tai có khả năng khiến một số đảng viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ trong Thượng viện, cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 88-9 đã thông qua biện pháp tài trợ tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa trong 45 ngày. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra trong bối cảnh còn 3 giờ nữa là kết thúc năm tài chính. Như thường lệ, trọng tâm của Biden là Ukraine. Ông ngay lập tức cảnh báo quốc hội rằng Ukraine cần thêm tiền. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép việc Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Cụ Biden đã nói từ phòng Roosevelt hôm Chủ nhật chúng ta có thời gian, không nhiều thời gian và có cảm giác vô cùng cấp bách, Biden đã nói, chúng ta sẽ hoàn thành nó. Khi được hỏi về lo ngại danh tiếng của Mỹ trên trường thế giới, Biden đã thảo luận về sự chia rẽ trong đảng Cộng Hòa và khẳng định rằng chính quyền của ông ta làm việc để củng cố danh tiếng nước Mỹ. Tuy nhiên, cuộc diễn thuyết của ông ta đã bị gián đoạn khi ông gặp khó khăn trong việc trả lời một câu hỏi. Sau khi thua trận với máy nhắc chữ của mình, Biden tiếp tục bị đơ trong khoảng 10 giây như robot. Sau đó, ông đã nói những lời vô tri gây khó hiểu. Tôi hy vọng trải nghiệm này của diễn giả là một khám phá cá nhân. Tôi không hề hài hước. Biden vừa nói vừa thở dốc. Tôi... Um, um, dù sao đi nữa. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump đã vận động tranh cử ở phía đông nam Iowa vào Chủ nhật giữa đợt thúc đẩy chiến dịch mùa thu nhằm thu hút những người ủng hộ bằng các sự kiện tổ chức lớn. Giống như những chuyến đi gần đây khác tới ban học kín dẫn đầu, Tổng thống Trump đã bước chân vào khu vực trước đây ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng bây giờ lại ủng hộ ông vì ảnh hưởng của các công đoàn từng nắm giữ đã bị thu hẹp và mất cử tri vào tay đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump đã chủ trì một sự kiện vào buổi chiều ở qua nơi 2.500 người tập trung bên trong hội trường sự kiện tại trung tâm Brickview ở Ottumwa. Thành phố nhỏ này là trung tâm ở phía đông Iowa và là thủ phủ quận Wapello, một trong 31 quận mà Tổng thống Trump nắm giữ năm 2016 mà đảng viên đảng Dân Chủ Barack Obama đã giành được 4 năm trước đó. Đây là chuyến đi thứ hai trong hai tuần của Tổng thống Trump tới miền đông Iowa, nơi ông thu hút rất đông người dân, khi chiến dịch tranh cử của ông tìm cách tăng cường báo chí để kêu gọi cử tri cam kết ủng hộ ông trong cuộc họp kín ngày 15 tháng 1, nơi hơn một nửa hàng chục thành viên đảng Cộng hòa khác đang tranh giành vị thế nổi lên như một mối đe dọa đối với sự nổi tiếng của Tổng thống Trump trong đảng. Trump nói với hội trường sự kiện đông đúc ở Trung qua, Với sự ủng hộ của các bạn vào thứ hai, ngày 15 tháng 1, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong các cuộc họp kín trong một cuộc bầu cử lịch sử đám đông đã dành hàng giờ chờ đợi ngoài trời để tham gia sự kiện của Trump. Bất chấp cái nóng oi bức bất thường vào đầu tháng 10, nó hoàn toàn trái ngược với khoảng 200 người đã tham dự buổi vận động tranh cử ở ngoài ô Des Moines hôm thứ Bảy của Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người đã thu hút được sự quan tâm mới đến Iowa kể từ hai cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa. Trump dự kiến sẽ trở lại khu vực Waterloo và Cedar Rapids tuần tới. Tổng thống Trump thành viên Cộng hòa đầu tiên giành được quận kể từ chính quyền Eisenhower đã vận động tranh cử một tuần trước đó ở phía đông bắc Iowa. Ở đó, ông đã thu hút khoảng 1.400 người đến vùng nông thôn quận Jackson dọc theo sông Mississippi và gần 2.000 người đến quận Dubuque ở phía bắc. Giống như Wapello, quận Dubuque từng là thành trì của đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ trước năm 2016 mặc dù các trợ lý cho biết họ không nhắm mục tiêu cụ thể đến các quận mà Trump đã lật đổ vào năm 2016, nhưng họ lưu ý rằng ông đã đạt được thành công ở khu vực phía đông Iowa, nơi hoạt động sản xuất đã giảm mạnh trong hai thập kỷ qua. Việc chính quyền của ông đàm phán lại hiệp định thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico vẫn được ưa chuộng. Rick Anderson và vợ ông Nancy, những người đang xếp hàng vào hội trường là loại cử tri mà chiến dịch tranh cử của Trump muốn thuyết phục để họp kín cho ứng cử viên vào ngày 15 tháng 1. Họ từng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, nhưng giờ đây đang chuyển sang ủng hộ Tổng thống Trump năm 2016. Trước đây, họ chưa từng tham gia các cuộc họp kín ở khu vực bầu cử của đảng Cộng Hòa ở Iowa. Rick Anderson, một nhà sản xuất công đoàn đã nghỉ hưu, đồng sở hữu một doanh nghiệp nhỏ với vợ, là một trong số nhiều thành viên công đoàn lâu năm đã giữ Wapello County và những người khác ở lại hành lang sản xuất phía đông hùng mạnh một thời của Iowa và hoạt động đáng tin cậy của đảng Dân Chủ cho đến khi Trump. Anderson nói, chúng tôi thích những gì Tổng thống Trump nói. Tổng thống đã nói, hãy khoan, em yêu, hãy khoan, và điều đó làm tôi cảm động. Bởi vì vấn đề của đất nước là năng lượng, hãy giải quyết vấn đề đó và bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khác đảng Dân Chủ đã mất liên lạc với những người như chúng tôi. Trump sau đó cùng đoàn xe hộ tống đi 40 dặm về phía đông bắc tới Layton, Iowa, nơi ông đến thăm một trang trại đậu nành. Ở đó, ông đã ký tặng cho một công ty John Deere và giới thiệu chính sách thương mại của chính quyền mình như một lợi ích cho nông dân, ngay cả khi Mexico và Canada tìm cách đàm phán lại thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada năm 2020. Trước nông cụ xanh bóng loáng và phong nền là đậu nành màu hổ phách, Trump cũng đã bình luận về biện pháp bù đắp chi tiêu của chính phủ nhằm mục đích giữ cho chính phủ liên bang không bị đóng cửa một phần. Khi Trump duy trì vị trí dẫn đầu mạnh mẽ ở Iowa, các đối thủ đảng Cộng hòa của ông đang tranh giành sự ủng hộ, hy vọng mang thể hiện mạnh mẽ có thể giúp họ củng cố sự ủng hộ dành cho những người không phải Trump các tình nguyện viên của Trump tại địa điểm này cầm những tập hồ sơ có thể cam kết và hỏi những người tham dự liệu họ có cam kết ủng hộ Tổng thống Trump tại cuộc họp kín hay không. Trump đến Iowa sau chuyến đi kéo dài 2 ngày tới California, nơi ông đã giành được 6 triệu trong số 74 triệu phiếu bầu của mình vào năm 2020, trong khi thua bang này tới 30 điểm phần trăm vào tay đảng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong một bài phát biểu nảy lửa khiến các thành viên đảng cộng hòa chán nản sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự kiểm soát của đảng dân chủ hài lòng trump đã leo thang thông điệp cứng rắn với tội phạm lâu nay của mình với lời kêu gọi trừng phạt bằng bạo lực đối với tội phạm những người bị bắt cướp của cửa hàng nên bị bắn trump nói trong tiếng vỗ tay tổng thống trump đã quyên góp được tiền trong chuyến đi tới quận cam nơi từng là pháo đài của chủ nghĩa bảo thủ ở Nam California, ngày càng trở nên cạnh tranh. Trong khi những người thách thức đảng Cộng hòa của Trump đang tranh luận trong cuộc tranh luận sơ bộ thứ hai vào đầu tuần, Trump đã ở lại một quận cổ xanh quan trọng khác trong chiến trường tổng tuyển cử ở Michigan. Trump đã phát biểu trong cuộc tranh luận tối thứ tư ở Macomb County, Michigan, phía bắc Detroit, tại một nhà máy sản xuất không thuộc công đoàn, nơi ông chỉ trích việc Biden thúc đẩy ô tô điện trong bối cảnh các công nhân ô tô đình công. Trump đã thắng quận Macomb hai lần sau khi Obama đã làm như vậy vào năm 2008 và 2012. Thưa quý vị, Right Side Broadcasting Network đã phát trực tiếp trên đường cùng với Tổng thống Trump để đưa tin về cuộc gặp gỡ của ông với nông dân Iowa vào Chủ nhật sau buổi phát biểu của ông ở Ottawa, Iowa. Như chúng tôi đã đưa tin, những gì được cho là một sự kiện huấn luyện và diễn thuyết họp kín nhỏ đã biến thành một đám đông khổng lồ chỉ có chỗ đứng theo các phóng viên RSPN. Tổng thống Trump có thể sẽ tiêu diệt các đối thủ của mình tại các cuộc họp kín với tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ khác của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Hàng ngàn người yêu nước đã ký vào thẻ cam kết họp kín năm 2024 và tìm hiểu về hệ thống họp kín khi họ chờ xem tổng thống Trump phát biểu. Tổng thống Trump lại gây sốt khi phát biểu ở Autumn qua. Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Trump hứa sẽ là vẫn là nhà vô địch của nông dân Mỹ sau 4 năm nữa ở Tòa Bạch Ốc. Ông nói tiếp, trong vòng vài giờ sau khi nhậm chức, tôi sẽ hủy bỏ mọi chính sách của Biden đang tàn bạo nông dân của chúng ta. Tổng thống Trump cũng nói với đám đông ở Iowa rằng Joe Biden không yêu nông dân Mỹ. Bạn đã tìm ra điều đó một cách khó khăn, Trump lại dừng chân ở Layton, Iowa, nơi ông gặp những người nông dân và sau đó đã trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông. Một nông dân đã nói ngay sau khi gặp Tổng thống Trump: "Cảm ơn rất nhiều, việc bạn đến gặp chúng tôi có ý nghĩa rất lớn." Tổng thống Trump cười lớn khi tán thưởng nông dân Mỹ. "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời. Tôi đã mang lại cho các bạn 28 tỷ đô la từ Trung Quốc." Trump thậm chí còn ký một trong những chiếc xe máy kéo bạn nghĩ Biden có thể làm được điều đó? Tôi không nghĩ ông ta có thể làm được. Tổng thống Trump đã nói sau khi tặng chiếc máy kéo một món đồ bổ sung vùi giá, đám đông cười và cổ vũ cho tổng thống khi ông tiếp tục nói chuyện với những người nông dân.